Xin chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á, mẹ của mình á, có cúng ra quay á các bạn. Cho về ăn miếng cho mình để mà mình ăn nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn á, cùng ăn với mình nha. Đó. Heo quay các bạn ơi. Quá ngon hả? Bây giờ mình mời các bạn cùng ra ăn với mình nha. Một mâm heo quay luôn nha các bạn. Đi thôi các bạn ơi. Ngựa chút chứ đầu mái nhậu nhà xỉn luôn, chín luôn. Không chịu nổi. Đó là đi chỗ này, đi chỗ kia. Cái gì? Tưởng là cái loại mà chạy xe cái lồng. Lồng nhỏ xíu. Lồng, trời ơi. Đục. Đây đục rồi các bạn ơi. Bữa nay là nhậu no nóc luôn. Trời ơi. Thịt heo ngon ha. Áo này nhanh tàn dữ. Bởi cậu Quân mày nói đó, cái áo đó giặt nhẹ nhẹ thôi chứ thiệt mấy nó sổ. Ô. Mấy cậu chạm nhanh điện quá trời nó không có đâu, nó đang nhậu nhà. Không biết đâu quá mệt quá trời. Bữa nay lên em nhậu bữa cái mai đi. Vô cả nhà ơi, mời cả nhà vô cả nhà ơi. Chúc phát tài nha cả nhà. Tiền vào như nước. Tiền vào như nước. Tiền vào, đừng có ra được, phải ra chứ. Tiền vào phải ra. Làm vào phải ăn. Mình làm là được là mình cứ ăn được. Mà miễn á vô á thì cứ thuận lợi vô đều hoài vậy đi. Ăn ra thì ít được rồi. Chúc năm mới phát tài, tiền xài hoài không hết. Đúng rồi. Nhậu này mau quá chứ. Nãy giờ đâu có làm gì đâu. Nhậu cái món này không có làm gì trơn à. Cứ chặt ra cái gòi đó. Dạ. Sao vứt cục nhỏ dữ vậy? Vứt cục bự vô coi. Ui giờ là ớn thịt luôn. Vô 2 kg. Rồi ăn trong giờ chắc bọc bọc giờ đó. Mẹ làm con heo 50 hả? 5 kg. 50 quay ra chắc cũng còn 25-20 gì vậy? 3 mấy kg. Cái gì dữ vậy? Còn 3 mấy kg à? 3 kg còn 3 mấy kg. Chứ không phải một còn một. Đọc giá hả? Ai đó không có bận. Ừ chắc ông gì ở ngoài kia á. Cẩm Giang phải không? Ừ. Cẩm Giang á. Mẹ hay quay ở ngoài cậu đó đó. Cậu Tháo. Cũng ngon. Bữa đó ngoãn quay bên giá. Cũng ngon. Dâu. Dâu. Ngày mai mốt rồi Sơn đi dưới rồi. Xuống dâu rồi. Ngày khuya bắt gà mùng 3. Ừ. Mai. Mặn luôn hay sao? Đúng rồi, hôm mai bắt. Mai bắt. Con. Hai con. Ba con đi cho nội ngoại hai bên luôn. Trời ơi, mình giàu có nữa. Sao? Cả nhà không mà. Cả nhà không mà. Ăn nhiêu bắt nhiêu. Nãy dạ ông bắt xuống mình giao mấy con à? Hai con à? Hai con. Tính bắt con nữa. Hai con mập lắm nha. Cứ ăn mày điện cho tao đi là tối tao bắt cho. Qua biết sao thận dặn làm gà hiểu không? Ừ. Mấy con đó chứ nó mập đúng không? Vô. Đầu bếp ở Sài Gòn tới. Bữa nay đầu bếp xỉn rồi. Đâu biết giờ này bữa nay mùng 2 là đâu biết xỉn sớm rồi. Nhậu lên à. Trời ơi đang nhậu đùng đùng dữ lên đâu? Tại cái đủ mẻ người chút chứ tại cái nhậu không. Dạ đâu. À, tên lớn dạ ơi. Quay ra giống không? Quay ra giống nè. Ôi ơi hai cha con giống nhau. Giống không? Chạy luôn rồi. Vô. Chạy luôn. 2, 3, vô. Chạy không chạy luôn.
Vô, chúc mừng nó má. Trời ơi, tiền vào phòng nào. Vô, phát tài. Chúc mừng 6, 5 làm khác lại rồi, thắng lại rồi, trời ơi. Thắng lợi. Ông 6 là năm nào cũng thắng lợi hết à. Nghe mẹ. Gì con? Đây. Đây. Bữa nay là nhậu rồi đó. Nhậu nhậu với hầu chắc tôm tao luôn. Trời ơi, tháng 3 tôi cúng luôn nhậu sớm. Tôi từ nào giờ biết cái tánh tôi đâu nhậu buổi sáng được. Bữa nay nhậu rồi đó. Bữa nay tại cúng không? Hả? Bữa nay cúng nhậu sáng phá lực bữa. Ừ. Trời ơi. Dạ không lên hả? Uống buổi sáng mau chuyện. Cũng còn nhà khá đó hả? Nên nè. Sáng liền. Từ nào không uống buổi sáng nay cũng tiêu luôn. Trời ơi. Tiêu luôn. Tiêu. Tiêu nãy tiêu. Là nãy đâu ngoài là bệnh chục lít. Quả trời lớn không? Lên. Có anh thùng bia à? Bia. Nãy uống anh em không ở nhà không? Nãy uống rượu xong uống mấy lon bia chạy về tỉnh. Cũng anh em ở nhà không không? Em. Hai ông này giờ là hết mắc cỡ rồi lên nè. Ngoan. Hello, xin chào. Hello, xin chào các bạn. Thợ nấu ở Sài Gòn nay xịn sớm rồi các bạn ơi. Xỉn rồi, sáng sớm nhậu sớm là xỉn rồi. Mai nghỉ nấu ăn này. Sáng sớm là đi cúng rồi cái nhậu luôn. Nhậu là nhà mới là xỉn rồi, hết nấu rồi. Mùng 2 mà xuống núi. Vô cả nhà ơi, mời cả nhà vô nha. Hai ly nữa tiêu. Bạn tôi cũng sắp tiêu. Bữa nay anh ngon cũng vậy, anh ngon đi giờ ngoài anh nhậu từ sáng giờ. Trời, miếng già già ngoài hả? Miếng già trăm cây trăm bạn. Hôm qua tao về rồi, hôm qua tao về ngoài rồi, sáng giờ tao đi chợ mới về thôi. Công chuyện tao làm chưa xong nữa kìa. Đã ha. Dạ con hiểu quay hả? Đi ráo à. Mùa heo quay. Chắc miếng già mới biết mùa heo quay. Tết năm nay ăn heo quay nhiều không ta? Quá là quay luôn. Quay. Mời các bạn cùng ăn nha. Cái này mình kẹp với bánh mì ăn các bạn ơi. Mai còn ngày Tết nữa xong rồi. Mai nữa xong rồi. Ôi cho qua đi. Mai Tết sang mốt sang đây em đi. Mai tôi chắc nướng con gà với này kia nữa. Nhốt có cho ăn chưa? Ăn. Còn bỏ một bao. Tôi chích lỗ hết đó rồi. Xong. Cái gì? Mẹ nhỏ đói rầm. Lên từ nhỏ đói luôn. Hồi rất là ngon. Để ấy không? Mai bắt. Cái cục này là mình phải ra tay các bạn ơi. Cắt luôn. Cắt luôn. Mọi bữa mình ăn uống thì mị lắm các bạn, mà bữa nay cái cục này bự quá cho nên mình phải cạp các bạn ơi. Cạp luôn. Mình mời các bạn cùng ăn nha. Vô. Ăn. Vô. Ừ. Thì mị vậy á. Gái thì mị lắm. Thì mị lắm. Ủa gái thì mị. Dạo xỉn luôn. Ngon thật chứ. Trời ơi, đang nhậu với nhậu khoa giờ như giờ kêu kéo kéo. Nãy giờ không ai có hết rồi. Kéo này có. Trời ơi. Tết phải đặt trước á. Ừ. Ở trên đây đâu, ở trên đây còn đỡ với lại thôi. Chùm chứ. Nó lẫn rồi con. Nó thấm, thấm dữ lắm. Cái năm rầu thì có cái đống gì. Không, 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 không. Để đang quay clip. Các bạn ơi, video của mình đến đây cũng đã dài. Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình Phát tài em. Anh em ở nhà nha. Cho mình xin chúc cả người sức khỏe dồi dào nha. Sức khỏe trước rồi tiền bạc sau. Sức khỏe là trên hết nha các bạn. Đúng rồi, khỏe quan trọng nhất. Bữa sức khỏe là trên hết. Bữa chia sẻ anh em mình cùng ăn heo quay vào ngày mùng 2 Tết. Sức khỏe là trên hết, tiền bạc là kiếm sau. Đến đây cũng đã dài, mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại lúc sau nha các bạn. Ha ha.